Hello các bạn, hôm nay Tina chia sẻ cách ươm mấy hạt giống này các bạn. Mấy hạt giống mà nó lâu lên á thì mình ươm trước ở trong nhà thì nó sẽ kịp thời gian hơn nè các bạn ha. Thì đây là cách mà Tina ươm. Mấy cái hạt giống mà nó hơi cứng á thì mình nên ngâm trước qua đêm thì nó mau lên mầm hơn nè các bạn. Thế là cần cái giấy napkin, giấy chùi miệng đó các bạn, nó có độ dày một chút, thấm nước cho nó ẩm ướt và cho hạt vào ở trong cái khăn napkin này. Mình rải mấy cái hạt giống này cho nó đừng có chồng chít lên nhau này các bạn, như vậy nè. Rồi, đây mình gấp giấy lại. Đó, rồi mình cho vào một cái túi ni lông cho nó giữ kín. Và làm dấu nè các bạn. Thế nào tiếp tục làm. Thì cũng là rất là đơn giản hả các bạn. Mình nên làm dấu mấy cái hạt giống này nè, bởi vì lúc nó lên mấy cái cây nhỏ nhỏ mình không có thể phân biệt được cây nào ra cây nào, nó hơi giống nhau. Khi nó còn nhỏ nó rất là giống nhau, để khi mình trồng thì nó mình phân biệt nó dễ hơn. Sau khi mà Tina ươm hết mấy cái hạt giống rồi á, Tina sẽ để vào một chỗ tối. Các bạn có thể để dưới oven hoặc là một cái hộp kín và bóng tối các bạn, để nó dễ nảy mầm hơn ha. Sau 4 ngày thì Tina đã chuẩn bị đất này các bạn. Đất và Tina sẽ kiểm tra cái hạt giống nào nó đã nảy mầm rồi thì Tina sẽ cho vào đất. Cái này là nhiều hạt nó nảy mầm sớm và nhiều hạt nó nảy mầm trễ các bạn, thì mình cứ kiểm tra. Mình kiểm tra cái nào nó nảy mầm rồi thì mình cho vào đất. Cái hạt giống này là mướp hương này các bạn. Mướp hương nó đã nảy mầm rồi, lên nảy mầm rất là nhanh. Tina không có nghĩ là cái mướp hương này nó nảy mầm rất nhanh đó. Đó là như vậy đó các bạn. Một hạt nó chưa có nảy mầm, có hạt nó chưa nảy mầm. Cái hạt nào mà chưa nảy mầm thì mình gói lại, mình ủ tiếp. Mình tiếp tục mình ủ ha các bạn.
Rồi Tina tiếp tục kiểm tra coi cái hạt nào nó nảy mầm rồi thì Tina cho vào đất thôi. Cái này cà chua nó cũng nảy mầm luôn các bạn. Wow, cà chua nó cũng đã nảy mầm rồi. Đó, cái rễ nó nhú ra rồi các bạn. Hạt này là hạt giống bầu này. Bầu nó chưa có nảy mầm các bạn ơi. Bầu nó rất là lâu. Mới có mấy ngày nó chưa có nhúc nhích gì hết thì mình cứ ủ tiếp tục ha. Này bị đau. Wow, bị đau nó lên rất là mạnh. Bị đau nó lên rất là mạnh đó các bạn. Nó đã thò cái rễ ra rất là dài. Cái hạt này ươm rất là nhanh. Rồi thì Tina cũng chuẩn bị tất potting mix soil để trồng mấy cái hạt giống. Cái nào nó đã lên mầm rồi thì Tina sẽ cho vào đất này các bạn. Mình cho cái rễ nó nằm phía dưới đất đó các bạn. Rồi mình phủ đất kín ở trên mặt. Cái phần đó mình cho xuống dưới và mình che một lớp đất mỏng lên trên mặt thôi, không để sâu quá. Đó, như vậy đó các bạn. Rồi Tina tưới một chút nước rồi các bạn, tưới cho nó một chút nước. Rồi như vậy là xong. Rồi Tina tiếp tục. Mấy cái hạt giống nhỏ thì Tina sẽ cho vào chỗ 2 hoặc 3 cây. Khi mình ươm nó lớn lên rồi thì mình sẽ tách nó ra sau.
Sau khi mình ươm xong thì mình label nó. Và Tina cho một tấm ni lông Tina đầy lên trên để ủ cho nó có độ ẩm ướt á, thì nó mau nảy mầm á các bạn. Đây là một tuần sau, cây nó đã mọc lên rất là tốt. Tina cũng ươm thêm vài hạt giống đây. Sau 2 tuần á, có ánh nắng nhiều á, hạt cũng phát triển rất là mạnh và tốt.